Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày liên tục gây mưa to cho nhiều nơi ở Bắc Bộ, thì từ hôm nay nhiễu động trong đới gió đông sẽ hoạt động yếu dần. Sáng nay Bắc Bộ vẫn có mưa rải rác tập trung ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng, nhưng trưa chiều trời đã bắt đầu chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trưa nay tăng nhẹ lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Chiều tối cho đến đêm nay trời tạnh ráo dần, mưa nếu có thì chỉ rải rác vài nơi và kết thúc nhanh chóng. Từ ngày 28 trở đi, nhiễu động gió đông không còn nữa. Ban ngày trời có nắng nhiều trở lại, nhiệt độ vì thế sẽ tăng lên ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ, cục bộ có nơi 34 độ. Và kiểu thời tiết này ở Bắc Bộ được dự báo sẽ duy trì trong khoảng 2 cho đến 3 ngày tới. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay, Hà Nội cũng sẽ có những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ, mưa được dự báo ở vào khoảng 60%, do đó mưa vẫn sẽ xuất hiện rải rác nhưng lượng không lớn như những ngày vừa qua. Từ khoảng 17 giờ trở đi, nhiệt độ giảm dần. Thấp nhất đêm nay trong khoảng 25 độ, trời vô cùng mát mẻ. Tương tự như miền Bắc, từ nay cho đến những ngày tới, một dọc các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào xuống tận Bình Thuận đều có nắng, nhiệt độ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Trong 2 ngày tiếp theo, Trung Bộ hầu như chỉ có mưa rông vài nơi vào chiều tối, còn ban ngày toàn vùng tạnh ráo có nắng. Thành phố biển Đà Nẵng thuộc khu vực Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ ở ngưỡng 32 độ, mưa hầu như không xuất hiện tại đây. Trời tạnh ráo, tối và đêm nay mức nhiệt hạ dần về, chỉ còn khoảng 26 độ, thời tiết dễ chịu. Nơi có mưa nhiều nhất trên cả nước trong hôm nay sẽ là Tây Nguyên và Nam Bộ. Do đới gió Tây Nam vẫn duy trì, nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên chỉ từ 28 cho đến 31 độ và tại Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ. Mưa tập trung nhiều nhất vào thời điểm chiều tối. Một số nơi có mưa rất to kèm theo dông sét, gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng tại khu vực vùng trũng thấp, người dân cần lưu ý. Dự báo mưa tại khu vực phía Nam sẽ giảm dần từ ngày mai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nhiều mây, đôi lúc có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất là từ 32 độ. Từ chiều tối trở đi mưa bắt đầu gia tăng lại một số khu vực, người dân cần chú ý mang theo các vật dụng che mưa nếu phải di chuyển trên đường. Do có mưa nên trời mát mẻ, tối và đêm nhiệt độ chỉ còn khoảng 25 cho đến 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.